Hello, xin chào các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi một vị tướng, đó là vị tướng ở đường giữa. Đây, khá là mạnh, một vị tướng giữa khá là mạnh. Đây mình sẽ chơi cái vị tướng giữa là cái vị tướng này. Ừ, tôi chơi ngoài. Chết rồi. What the fuck? Con này chủ yếu là một cái thế đánh mà câu rẽ nên không bạn không cần lao lên nhau tranh rất khá là nhiều. Bạn cứ đứng ở dưới nhà, bạn đánh thôi. Bạn nó lội họng luôn cũng sao. Con này chủ yếu là đi farm, các bạn đừng lên nhau tranh ở giai đoạn đầu, tại giai đoạn đầu nó khá là yếu. Tầm ở giai đoạn mà bạn lên được 1 đến 2 món á, thì các bạn nên đi giao tranh chung với team. Thì con này khá là có lợi khi mà ăn gồng, có sự góp mặt của con này thì sẽ ăn nhanh hơn, cũng như là không có cái địch nào tấn công, tại vì cái ulti của nó là cái ulti mà cản đối phương lời, và cũng như đồng thời đẩy lính xuống cũng khá là mạnh. Đây hồi mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy cái độ mạnh của nó ra sao. Mình sẽ gắng đánh mẫu mực. Đâu quá vậy? Tìm bạn nè. Từ lưa thì sẽ có cái điều đâu bà đó. Nhiều lắm. Hãy đừng sợ chú thận. Anh phải nói gì đó mày? Biển mày. Hả? Biển. Đừng bị lắc nha. Cái đồ của mày. Đang quay video. Đang quay video nha. Quay chưa? Rồi đang quay mày. Dạ luôn lận ơi. Mình lận chán lắm. Rồi ok, để trở lại đây. Trở lại với cái cuộc bình luận đã có pha hại được đến từ của Butterfly. Cái gì vậy? Mày đánh cái gì? Đã có pha điểm hại được đến từ Butterfly dành cho Oma và những người lao lên cướp rừng. Mình xin cố gắng cầu máu nó nhớ bạn, tại vì nó khỏe quá. Lại có pha giao tranh nữa. Giao tranh mới đã có pha hạ gục. Pha hạ gục có điểm hơn mà có điểm hạ gục thứ hai dành cho cho Đức Nát và điểm hai cuộc thứ hai dành cho Natalia. Thằng gừng nhà nó đang me me gì kia ngoài. Đã có pha răng. Ui, bình tĩnh. Thôi rồi. Ôi rồi. Im bi rồi. Nên mình sẽ cố gắng ép vèo lên nó dài nha các bạn. Mình ném đi là được khỏi cái ôi rồi, thôi rồi, rớp, thôi rồi, thôi nó, no, đừng bắn nữa,
chết đi mày. Đấy. Đã có pha đến từ rừng. Liệu có ăn được mạng hay không? Rất là mạnh, rất là nhanh và hung hãn. Chừng phạt ơi. Đã công ty đã có mạng hạ gục dành cho rừng. Và một bộ combo quá đẹp. Ngay kia phía sông của kinh công đã có pha giao tranh đến từ Oma và cả Butterfly. Và mid đường đó và mid bên đây cũng đã có giao tranh. Butterfly là người nằm xuống. Thì cũng bên đó cũng đã rút. Bò bế chủ. Đánh lo an toàn bế chủ. Rồi ok. Xả thôi. Này bạn chỉ cần xả chiêu đúng chỗ thôi là nó sẽ có mạng hơi gục liền. Rồi ok. Thì cách lên đồ của con này thì mình sẽ hướng dẫn. Tại vì hồi nãy mình hướng dẫn sớm quá, quên hướng dẫn luôn. Để chiêu con này là quá là mạnh luôn rồi, không có bắn nhiều rồi. Bạn bắn đâu vậy? Khỏe đây. Không có mạng rồi, không có mạng rồi, phải gì? Đi đánh, đi đánh. Quấn sắp mặt nó ra. Đúng rồi, đã có mạng thật cũng đến từ bò. Và hoa này mình không có, không có. Ủa, không có điểm này. Này mình không có gì ai đâu à. Mình cũng đã có một hoa hạ gục. Mình sẽ bắt đầu đi lên là cái chủ đường trên của mình. Và cái chủ đường trên nó khá là mỏng manh, dễ vỡ. Mình lên bảo vệ cho nó. Đã có crit nát cũng đâu bắt đầu. Quyết định là bảo vệ cái chủ đường trên này hồ à. Lý do mà lấy tốc biến là tại cái ulti cái này cái tầm diện là nó khá là thấp. Đây 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 lại có pha răng. Tốc biến bỏ chạy ngay. Nó đang mình tốc biến mình bỏ chạy thôi. Úi úi rồi, úi rồi, úi rồi. Đã có pha 3 đến 2. Không pha này chủ cũng được đâu bạn ơi. Mình rút về chủ đi bạn ơi. Nhường cho nó cũng gọng đi bạn. Gọng cũng không có đáng là bao. Nhường nó lên. Mình bảo toàn sống rồi mình lấy lên chục mạng nữa. Đã có pha hạ gục gồng đến thì năng ta lấy. Ui dồi. Ui trời. Ui dồi. Thôi 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 rồi. Cố. Đậu xanh. Bắn ulti như một thằng đần. Natalia cưng hết. Hay quá trời ơi, có điểm mà gục quá. Lộn, có điểm mà chợ ơi. Đánh nhiều cũng được số 1, 2, 3. Đúng rồi. Giết 1, chết 2. 1, chết 3. Ôi bạn ơi, trời. Mình con lưu thì mình chạy ở trên cái đường của mình thì đỡ ngẹt hơn. Bên kia tại con Vera nó khỏe quá, mình rất có cần xả chi nhiều. Mình sẽ lấy cái này đánh khỏe hơn tí thôi. Rồi bạn xuống nói cho mình xin chủ nha. Cho mình xin chủ nha. Bạn nghĩ mình xin chủ. Team bạn nó là chết 2 mạng, 3 mạng luôn. Và bên mình cũng phải đổi lên là Natalia đã phải nằm xuống. Natalia đã phải nằm xuống và Kriknak đã có một tiếng còng là bắt đầu tiến hẳn ra răng. Đấy. Con này chỉ chú yếu cô máu thôi nha các bạn, chứ không có đơn tấn công thực hiện. Đây 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 có pha răng từ bot. Mình thấy nhưng mình cũng có mù bạn ơi. Đang răng như đúng rồi. Thôi rồi thôi rồi. Rút rút rút. Bạn nấp như đúng rồi, nấp có đào tạo. Thấy người ta thấy cũng lao vô lùm. Đây gọi là nấp có đào. Ôi rồi, ôi rồi. Thank you.
con này rất là thuận lợi cho mình chạy. Cứu 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 mấy anh niên, tao nhi đúng rồi nè. Bò tới, bò tới một tay con cháu giờ không thể được, bò không đủ sức, mình cũng vậy, bò không đủ sức mình cũng chịu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Click nát là một vị tướng khá là mạnh. Thì hồi mình sẽ làm clip luôn. Nó nhiều vậy anh. Và mới sắm xong. Mới sắm rồi tự click nát mình sẽ làm clip luôn. Mày thông minh rồi đó. Mày thông minh thông tin của bạn vẫn kỳ coi. Kỳ có ghê rồi đó. Cũng có gì yên cho nào xấu được. À, là ok rồi. Ơi, cứu 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 thằng bạo ơi. Trời ơi quá trời. Con này tưởng tắt rồi đó. Vì con này mình đánh chưa đi hỗ trợ thôi. Không có nó nhiều. Tại con này khó ăn, rất là khó ăn mạng nha các bạn. Trường thiên nó xanh thôi. Bên kia nó chơi ngu quá. Thì chỉ con này mới nổi ăn mạng thôi. Cái con này là chủ yếu đi hỗ trợ, mình cống một đống máu là tìm nó lâu rồi hẳn ha. Nó nhiều. Đúng không các bạn? Thì có nhiều là bạn mà chơi pro á thì con này cũng khá là mạnh. Mình chơi ngu, mình khá là ngu. Tầm còn kém chứ pro. Đấy là đúng rồi, đúng rồi, mình hỗ trợ nha. Mình xả như đúng rồi. Mình hỗ trợ nha. Đống máu nó mất cũng vậy luôn. Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Chết tôi rồi. Cứu, cứu này cho nó nghe. Ôi bạn, mình thấy mình đặt cái bẫy lên cũng lấy lâu rồi. Nó đơn giờ rồi. Hai ba mười số nó không có thể nào đẹp hơn, giết không được có hai bạn. Trong khi là 22 FS 12. Mình giết có 2 mạng, tôi đang 20 mạng, không cho 10 thôi thôi. Kém quá. Kém quá. Đúng rồi, trời, mạnh quá, mạnh quá. Anh cần anh lên đầu mạnh quá, mạnh quá. Mà tiến tới đi, tướng giỏi đã có một pha chặn lại, đúng rồi. Trong bò mà, đúng rồi, cứu cháu kém mấy ba mày. Quýnh bỏ tăng thua chắc luôn ngay. Đấy, các bạn đưa một cho mình. Mày chạy đâu, mình chặn mày đó, mày chạy đâu. Thằng boss kia, thằng boss kia. Bít bít bít. Thằng boss chết ngay đó, quyền thoại chèn cho rừng. Ủa gì đâu solo. Anh đi. Con này dọn lính khá là tốt nha các bạn. Ôi thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Bình tĩnh đi. Thấy có bò đấy, bình tĩnh đi.
Xích châu bò bò đấy, tỉnh đi. Đánh phải biết khiêm tốn chứ, đừng nên giết người. Đánh cứ từ từ. Để người ta giết mình thôi, đừng mình đừng giết người ta. Đấy. Khá là mạnh đấy. Thôi ra bạn ơi, ra bạn ơi. Ôi giời, ui giời. Còn đúng nghiện máu, khang phan nghiện máu hồi thủ luôn. Ôi chết trời, xin chết. Ờ bên đó kìa, già đó. Bên nhà nó thì cũng chưa có ai đã đẳng cấp với bên đây hết. Bên đây chúng ta có là người đã full đồ. Full tầm món thứ 5 đó các bạn. Nhà nó ngoài full món thứ 5 rồi. Mình cũng vậy, ma cũng gần full đó. Cô ma thì chuẩn bị cô ma là tiền khá là nhiều nên cũng khá là khó khó full năm. Như vậy nghe lên đúng cách thì có thể là full nhanh một có thể mạnh. Lại có sạch đến phòng nhồng. Rồi đứt nắp này lên chạy bạn ngoài lắm, nó thiệt bạn ngoảnh lắm ấy. Nhưng mà không có đủ một cái lượng giáp cũng như cái lượng sát thương nào để mình phòng thủ. Mạnh cái nó gọi là mạnh ngay lắm. Ủa là nãy giờ mình bắn con tay bừa à. Ít có quay hay chậm. Thôi cái này đâu hàng rồi. Ok, mình cũng xin kết thúc clip tại đây. Nếu các bạn thích video này thì các bạn đừng quên để lại một like cũng như là subscribe cho kênh của mình. Các bạn chỉ cần bỏ ra 3 giây để nhấn đăng ký và nhấn like thôi, để giúp mình có thêm động lực để làm cái những video mới. Mình làm cái video mới. Mình sẽ cho các bạn coi luôn cả cách lên đầu con này. Đấy, ngon chưa? Đứng hàng cuối luôn. Chờ mình tí như vậy, hơi lắc đi. Rồi, chuẩn bị. Chuẩn bị. Để có rít nát thôi, mình sẽ tầm chiều chiều mình sẽ lại lấy cho các bạn. Rồi. Đây, những các bạn lên là Hồng Ngọc Đại Pháp Sư. Giờ nè, về dạy dung mục. Chuẩn băng. Vương miệng. Dây chuyền lục bảo. Áo choàng băng giá thì các bạn lên những món này là những phần cậu giúp team bạn sẽ giành được chiến thắng nhanh hơn và khỏe hơn. Hơn là cái điểm khỏe hơn của con này là các bạn có thể đứng từ xa mà bắn giống như con AD. Bạn có thể câu máu rất là lớn thì các bạn nên lên giống mình. Nếu các bạn nào chơi muốn chơi con này thì cứ lên lên giống mình là ok. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.